20 giờ ngày 12 tháng 11, Wordy chính thức phát hành album đầu tay mang tên là The Wordies với tổng cộng là 24 track. Đây cũng chính là album có số lượng bài hát nhiều nhất trong 2 năm trở lại đây khi mà làn sóng làm album dần chiếm lĩnh thị trường. 24 track của album là hành trình theo đuổi đam mê của Wordies với nhiều nút thắt thú vị cứ như là phim Hollywood. Rất nhiều ý kiến khen đây là album có chiều sâu, cá tính và là cú knockout cho những Antera fan của Wordies. Thế nhưng, một số ý kiến khác lại cho rằng đây là một album sơ sài, thiếu đầu tư và có phần Ngẫn Thị Hâm và tối nghĩa. Vậy thì album mới của Wordies có gì hay, có gì dở? Và liệu đây có phải là một cú hích tiếp theo đưa sự nghiệp của Wordies lên một tầm cao mới không? Hãy cùng Nhã Nhạc tìm hiểu ngay sau đây. Từ lâu, ở trong giới rap và đặc biệt là cộng đồng underground Hà Nội, sự phát triển và tăng tiến nhanh chóng của Wordies luôn là thứ mà người ta đem ra bàn tán. Hành trình của Wordies trong 7 năm vừa qua đi lên từ một cậu bé bập bẹ học punchline, wordplay trong các lớp luyện thi cấp tốc của RVP cho đến tự mình trau dồi fast flow, làm nhạc, xây dựng cá tính riêng để trở thành một rap star như hiện tại. Tất cả thì đều có dấu ấn của sự chăm chỉ, tập trung và quan trọng nhất là khi mà các rapper khác mới chỉ go hot thì Wordies đã thực sự ở harder. Chính bởi vì thế nên là trong 7 ngày đầu tiên ra mắt, hiệu ứng bàn luận cũng như là các ý kiến nhận về dành cho The Wordies là rất lớn. Tích cực cũng lắm mà tiêu cực cũng nhiều, từng đó đã đủ làm minh chứng mạnh mẽ cho sức hút của chàng trap star này ở hiện tại. Sau khi tổng hợp rất nhiều ý kiến của các chuyên gia bao gồm các gỗ con và tôi, đa số thì đều cho rằng album này dẫn quả cảnh không một ai ngờ tới. Bởi ở đây, fan Woody được phục vụ từ A đến Á, vừa được nghe Woody tình cảm, kiểu anh dân cầu giấy chỉ yêu một mình em đấy, lại vừa được thấy Woody gai góc, chăm chỉ với những đường flow không trượt vào đâu. Bảo sao là nguyên cả năm vừa rồi cứ ai có flow cuốn tai bắt màng nghĩ là kiểu gì cũng sẽ bị bảo là nhờ Woody viết hộ. 7 bài đầu tiên của album thực sự là một trong những trải nghiệm bất ngờ nhất dành cho những khán giả chỉ biết đến Woody qua 420 Entain. Bởi đây không còn là những bài nhạc gai góc nữa, mà Lonely Stony Boy giờ đây đã khóc cả trong mấy đứa nhóc, rồi là quấy, làm nũng ở trong ca khúc cuối, Thèm Chó hay là Đến Thăm Anh Đi. Cơ mà khóc nhất thì vẫn là rap ca Life of a Hustler, mô tả lại những thứ quay quẩn trong tâm trí của Woody mỗi ngày và áp lực từ chúng là lớn đến thế nào. Ở tuổi 24 giống như Woody, chắc chắn những thành tích mà cậu bạn này đạt được là rất đỉnh, nhưng áp lực để giữ được vị thế và phát triển hơn mỗi ngày thì cũng vì thế mà tăng tiến. Vậy nên tâm sự ở trong Life of the Hustler dù đã được reverb và tối giản rất nhiều, nhưng mà nó vẫn đủ để dẫn dắt Woody vào một cơn panic attack ở trong Lonely Stony, tạo ra một trải nghiệm suy tăng tiến dần theo thời gian, khiến cho khán giả lâu năm của Woody hiểu được thêm những tâm sự của cậu trai này. Nhưng mà cũng chính bởi vì nó quá cá nhân nên thường là nửa đầu của album sẽ tạo ra một cảm giác trôi, không dính, không cuốn, đặc biệt là với những trap thủ mà mong cầu Woody lái trap. Riêng với cá nhân của Nhã Nhạc, cảm xúc của 7 bài đầu tiên dẫn nhập vào bài Trở Về là vừa đủ và cũng gần gũi thân quen. Đặc biệt là với những ai đã biết Woody từ trước, biết cung đường từ Quan Hoa dẫn đến phòng thu trên đường Tông Đản, Nguyễn Chí Thanh hay là home studio của KC ở Mỹ Đình. Với những người đó thì trải nghiệm nghe 8 bài đầu sẽ gợi nhớ ra rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc trong hành trình phát triển của Woody sau mixtape 420 Entain nhiều gai góc, cùng với quãng thời gian dính vào rất nhiều cuộc xung đột. Việc dám show ra phần yếu đuối nhất của bản thân, nói về tình yêu dành cho ông bố bà bố, lại còn là đoạn khởi đầu cho album phòng thu đầu tiên thì chắc chắn là một lựa chọn rất ngông, đúng chất của Woody trong 4 năm qua. Tiếp nối gia đình, những anh em homies đã cùng với cả Woody đặt những viên gạch nhỏ nhất trên hành trình theo đuổi đam mê rap, đi với nhau từ những nền tảng nhỏ nhất từ khi còn không phải là rapper, giờ đã trở thành trap star hoặc là cái gì đó khác cơ. Chưa kể thì giữa từng đoạn nối các bài, nam rapper chủ động thay đổi âm lượng cũng như là nối tiếp những âm thanh chủ đạo của các phần beat với nhau, từ đó thì tạo ra một trải nghiệm âm thanh không điểm dừng, vừa khiến cho khán giả trầm trồ, vừa tạo ra một không gian giống như người nghe đang đạp xe cùng với cả Woody từ Quan Hoa lên Hồ Tây rồi vòng ngược lại Võ Chí Công để về Cầu Giấy vậy. Thực sự là những ngày xe xe lạnh, đeo tai nghe, nghe album này và đi một vòng trải nghiệm Hà Nội, nó là một trải nghiệm lý thú mà các sếp nên thử. Bên cạnh đó thì những sản phẩm đã được ra mắt trước đó như là Đau Đầu hay là Băng Qua Cầu Giấy, khi mà được đưa vào tổng thể album này thì nó không khác gì được thổi một làn gió mới. Kiểu như là phải vào tận album thì mới biết rằng phần của Jason Dilla ở trong Băng Qua Cầu Giấy có vẻ như là sneak diss. Xong rồi nếu để ý thì flow của Băng Qua Cầu Giấy có rất nhiều nét giống với Sorry Blame It On Me của Akon. Điệp khúc của Đến Thăm Anh Đi thì có phần giống với điệp khúc Stronger của Kanye West, khiến cho người nghe nhận ra các single chỉ là những mảnh ghép nhỏ, phải cho đến khi được ghép vào album, nhìn được bức tranh tổng thể thì khán giả mới hiểu được những ý đồ có phần tri ân đến những rapper có ảnh hưởng tới Woody trong việc xây dựng không gian âm nhạc của album này.
Chính tham vọng trong xây dựng cấu trúc album nhằm tạo ra một vũ trụ woody là thứ khiến cho trải nghiệm nghe của khán giả luôn thú vị. Nên là để nói về phần khen thì khen nhiều nhất là ở tham vọng của album về cách mà Woody muốn tri ân bản thân, bạn bè và những gì mà cậu đang có, cũng như là sự hợp cạ trong khâu sản xuất viết lời của Woody cùng với cả ekip. Tôi muốn khen riêng em Đạt Malikit nha, beat cứ phải gọi là Tây Môn Suy Đét. Với đội ngũ nhã nhạc thì cảm giác lần đầu nghe The Woodies tận hưởng đủ sự bất ngờ trong vũ trụ Woody được bày sẵn bởi chàng rapper này. Nó tạo ra một cảm giác gắn kết và tự hào y như bài Pray For vậy. Vì ít ai biết rằng cả ba gương mặt trong bài là Woody, Machiot và Casey thực sự là những đại diện siêu chăm chỉ của tổ đội Young Flame. Họ đều có 7 đến 10 năm làm việc liên tục để đạt được cái vị trí như ngày hôm nay, nên là cá nhân đội ngũ nhã nhạc rất là respect. Nửa sau của album lại có một phần quay lại giống với Woody của 420 Entertainment với những góc nhìn gai góc hơn, thế giới trap star và nhiều cám dỗ hơn. Nhưng mà cũng bởi vì thế nên là để chọn ra một bài nhạc hay, nổi bật thì nó cũng dễ hơn. Cứ Get Money này, Team Anh Ghen, Đau Đầu, 29, Siêu Nhân Ngao, các sếp cứ đổ hết tiền vào cho tôi thật. Khá chắc cửa với các sếp là sau 10 ngày thì chưa biết album này nổ hay không đâu. Phải như 420 Entertainment ấy, một vài tháng sau tự dưng thấy cộng đồng mạng dính cứng ngắc một vài bài trong album mà không biết tại sao. Lúc đấy thì mới biết thế nào là thanh niên cầu giấy mỗi khi lên mic là biết là trình tăng. Hơn cả một album, The Woodies thể hiện khả năng storytelling trong âm nhạc của Woody cùng với dàn nghệ sĩ đồng hành. Đó là một câu chuyện về hành trình tự khám phá, kết nối bản thân và thế giới của một người nghệ sĩ. Còn về việc nó có ý nghĩa hay không thì sẽ tùy vào cảm nhận của mỗi người. Bởi vì theo những gì mà tôi thu thập được trên mạng thì những phần ủy mị, yếu đuối của Woody đang nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Cơ mà với sự góp mặt của tận 29 nghệ sĩ khách mời cùng với 24 ca khúc khác nhau thì các sếp hoàn toàn có thể tự lọc ra và tùy chỉnh playlist theo sở thích của mình. Đúng là cố gắng đến năm 2025, mỗi nhà sở hữu cho mình một Woody với mùi, vị, cá tính khác nhau, ai thích cái gì thì chọn ra cái đấy. Điều này dẫn đến phần hình ảnh của album. Thú thật thì cá nhân nhã nhạc đến giờ vẫn rất ấn tượng với những gì mà anh Lâm Đạo Đạo làm với cả Băng Qua Cầu Giấy. Từ việc đan xen hình ảnh Hà Nội này Sài Gòn tạo ra một không gian đa chiều và cảm giác vũ trụ song song, cho đến những cảnh quay đường phố và không khí của những cuộc hangout cùng gang tao, tất cả đã giúp cho mạch truyện của Băng Qua Cầu Giấy trở nên rất tốt. Ngoài ra thì phần visual do MZ đảm nhiệm cũng có thể khẳng định là match với cả nội dung chính của từng bài nhạc đến tận chân răng, xứng đáng nhận thêm một chỉ vàng 420 Entertainment nữa. Một điểm cộng rất lớn nữa đối với đội ngũ nhã nhạc, đấy là album này của Woody khai thác đa chủ đề, tạo ra một hình ảnh Woody có thể nói là tâm hồn đa sầu đa cảm, sáng có thể múa cho phòng thu với cả Gil, nhưng tối là cũng cầm dao gọt hoa quả sad boy khắp chung cư như là hồi vẫn đợi ngay. Nhờ việc không có đoạn nghỉ, thay vào đó là một loạt transition cùng với bộ visual trau chuốt cho phù hợp với từng bài nhạc, mà có lẽ vì thế 24 bài nhạc của album trở nên giống với một cuộc đạp xe, tìm lại cảm hứng sáng tác sau những giờ làm việc trong phòng thu căng thẳng, hơn là một câu chuyện khẳng định cái tôi đơn thuần. Cấu trúc của album The Woodies vì thế giống với những Donda của Kanye, Chromacopia của Tyler The Creator, hay xa hơn là Coloring Book của Chance The Rapper. Vì kiểu tất cả các bài nhạc đều có một độ raw nhất định về cảm xúc, về nội dung, lúc thì trẻ con nhiều tâm sự yêu cầu, khi thì gai góc trưởng thành trên những con beat được làm cơ bản để tạo không gian cho Woody tha hồ mà chia sẻ tâm sự của bản thân. Từng đó điểm cộng là đủ để nhã nhạc bật đi bật lại chiếc album này trong thời gian sắp tới và đợi một vài bài trong số đó trở thành hit trong thời gian tiếp theo. Cơ mà anyway, thực ra thì album này vẫn còn rất nhiều thiếu sót mà chỉ cần chỉ ra để những sản phẩm sau có thể làm tốt hơn. Điều đầu tiên là ở việc chất lượng producing cũng dừng ở mức rất cơ bản. Đến nỗi mà khi Machiot hay là Lucin xuất hiện trong Pray For hay là anh Freestyle là sẽ nổi bật hơn hẳn so với những bài nhạc khác trong album. Một phần là do hệ thống sao của Lucin hay là tiếng xin đặc sản của anh Machiot được làm rất kỹ càng và đặc biệt hơn so với những gì mà Malikit hay là Phong Khìn đã thể hiện trong những contract trong album này. Điều này dễ dàng trở thành một điểm trừ lớn khi mà mang so sánh The Weddies với cả 420 Entertainment, bởi vì đội ngũ produce của 420 thực sự có profile nổi trội hơn và việc làm ra một cái transition mượt khó có thể che giấu đi vấn đề rằng những con beat có bộ âm thanh chưa nổi bật, bị loop lại quá nhiều và sao tiếng chỉ dừng ở mức cơ bản, vừa đủ để Woody tung vần. Từ đó khiến cho những đoạn nối của từng Woody khác nhau trở nên thiếu mạch lạc, nội dung vì thế mà cũng bị cắt đứt hoặc là nghẽn mạch. Chính điều này đã phần nào khiến cho bộ 6 bài nhạc cuối dù có bỏ đi thì cũng không gây ảnh hưởng nhiều lắm đến trải nghiệm nghe của khán giả. Bởi vì trước đó bộ 5 bài nhạc trở về Team Anh Ghen, Get Money, Pray For và Đau Đầu thật sự là quá ấn tượng và đủ đầy để truyền tải hết những Woody mà The Woodies cần, khiến cho cảm xúc khi mà nghe 6 bài nhạc cuối thật sự là bị thừa thãi và sẽ phù hợp hơn nếu đây là những single được ra để shout out cho những anh em cùng thuyền. Ngoài ra thì nhã nhạc cũng phần nào đồng tình với ý kiến của khán giả khi mà cho rằng những tâm sự của Woody trong album này hơi bị công nghiệp và khó đồng cảm, làm cho số lượng bài nhạc dính tai ngay từ đầu so với mixtape 420 Entertainment là ít hơn rất nhiều.
Bởi vì rõ ràng những phần featuring cũng có phần nào đó mất đi sự bất ngờ, và chủ đề được chọn trong album này cũng có phần thiếu sắc sảo và cá tính hơn so với 420 Entertain. Một phần chắc là vì tham vọng muốn đầu tư và xây dựng là một concept album xoay quanh vũ trụ Woody, nên chiếc áo mà nam rapper phải khoác trong lần này là quá lớn. Một phần nữa là tính cá nhân trong 24 sản phẩm lần này là quá cao. Chính điều này tạo ra cảm giác các anh em sát sườn của Woody sẽ có cảm nhận nhiều hơn, còn khán giả thì sẽ dễ cảm thấy lạc quẻ so với những gì mà Young Woody, Young Stony muốn chia sẻ trong trải nghiệm một tiếng hơn lần này. Xem QNT hay là những homie của Woody react album này thì mới biết rằng những tâm sự của Woody thật và raw như thế nào. Nhưng chính bởi vì tính cá nhân và trải nghiệm bạn bè thân thích, nên là mạch nối giữa The Woody và khán giả đại chúng chắc chắn là sẽ có một chỗ nào đó đứt gãy. Cá nhân Nhã Nhạc lần đầu trải nghiệm album thì thực sự 8 bài đầu không tạo nên bất kỳ một cảm giác thú vị nào. Ngay cả phần xuất hiện cực hay của KC cùng với Machiot ở trong Pray For cũng không kéo lại được cảm xúc của team. Mọi thứ cứ trôi tuột qua tai, không một tiếng ồ, không một lần headbang. Phải đến khi Tều Youngboy cùng Đăng Răng To xuất hiện ở bài Team Anh Gang thì mới nhận ra đây là một bài nhạc trap đậm chất Woody, khiến cho cú trip cùng âm nhạc của Woody trong album lần này sẽ khó có thể cảm nhận được đúng đắn chỉ sau 1-2 lần nghe thử đầu tiên. Điều này thì khác hẳn với bộ âm thanh được làm và điều chỉnh kỹ lưỡng trong 420 Entertain. Cơ mà nói thế thôi, album này đội ngũ Nhã Nhạc vẫn chấm điểm 4/5 sao, cho vào thang điểm cần thêm thời gian, bởi vì trải nghiệm nghe của chúng mình khá tốt, lọc ra được một vài bài có thể nghe đi nghe lại. Concept và nội dung của album cũng có nhiều điểm thú vị. Với chúng mình thì các bài nhạc nhã nhất bao gồm Trở Về, Team Again, Get Money, Pray For và Đau Đầu. Các bài nhạc còn lại thì đều ở mức ổn, nhưng không vì thế mà bỏ qua việc phải khen Woody cùng với đội ngũ của mình đã dám dũng cảm, tham vọng nuôi cả một vũ trụ Woody. Bên cạnh đó thì ở album này Woody cũng đã viết tốt hơn, đa dạng hơn về melody và sử dụng đa số là những angle mới so với chính Woody của những năm gần đây. Nhìn chung, album The Woody lần này là một bước đi vượt xa khỏi vùng an toàn của chính chàng trai này, tạo ra những trải nghiệm nghe mới, đem đến cho The Rap Việt Nam một producer mới toanh tên là Marley Kid. Và trên hết là show off ra cho thế giới thấy muôn màu Woody, siêu tổng hợp Woody trong khu vực của bạn. Hy vọng là trong thời gian tới và đặc biệt là tại GenFest sẽ được thấy rõ hơn một thế giới Woody bằng sự chỉn chu và chất lửa mà cậu gỗ này luôn nổi tiếng. Đến đây thì thời lượng của video cũng đã hết rồi. Toàn bộ video thì được làm dựa trên những thông tin mà bản thân Nhã Nhạc tìm hiểu, góp nhặt và tổng hợp. Và nếu có gì chưa đúng hoặc cần đính chính thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để góp ý cho bọn mình. Hoặc nếu có album nào mà các sếp muốn được nghe review thì hãy để lại bình luận ở phía dưới luôn. Một lần nữa thì mình là Anh Xá, chúc các sếp một ngày xanh lá.